khi lên đến phiên bản 3 One UI của Samsung trở thành một trong những giao diện Android tốt nhất hiện có. Do thiết kế mạch lạc, các tùy chọn tùy chỉnh tính năng đa dạng và tốc độ quay ấn tượng. Tôi thích sử dụng nó hơn Android 11. Tuy nhiên, bây giờ Android 12 đã có mặt ở đây và đó là một bước tiến lớn. Nó ngay lập tức khiến One UI 3 cảm thấy già hơn. Hơi xấu xí và hơi đáng suy ngẫm khi so sánh. One UI 4 của Samsung dựa trên Android 12 và hiện đã bắt đầu xuất hiện trên Galaxy S21, Galaxy S21 Plus và Galaxy S21 Ultra. Với bản cập nhật được cài đặt trên Galaxy S21 Ultra, tôi đã sử dụng nó cùng với Pixel 6 Pro để xem liệu phần mềm mới của Samsung có thể giúp mang lại vẻ ngoài bóng bẩy cho điện thoại và giữ cho nó cạnh tranh với điện thoại thông minh mới nhất của Google. Hay không? One UI 4 sẽ không bao giờ giống với Android 12 trên Google Pixel và điều đó không sao cả. Không chỉ có các yếu tố phần mềm dành riêng cho Pixel mà Samsung còn muốn duy trì tính cá nhân và quảng bá các ứng dụng và dịch vụ của riêng mình thông qua giao diện của riêng mình. Tôi cũng không muốn nó giống nhau. Những gì tôi muốn là Samsung đã chọn một số phần tốt nhất của Android 12 và tích hợp chúng với One UI 4. Sau đó cung cấp cho phần còn lại một vòng quay thường được đánh bóng của Samsung. Điều đầu tiên tôi nhận thấy khi sử dụng One UI 4 trên S21 Ultra là khả năng cuộn mượt mà so với Pixel 6 Pro. Tôi tiếp tục gặp sự cố với màn hình tốc độ làm tê 120Hz trên điện thoại Google và mặc dù đã thấy các báo cáo về sự cố với S21 Ultra với One UI 4 ở cùng tốc độ làm mới. Nhưng cá nhân tôi chưa trải nghiệm chúng. Chất liệu màn hình luôn bật của bạn trên Pixel 6 Pro thật lộng lẫy, với đồng hồ lớn và khả năng làm mờ hình nền tuyệt vời khi bạn nhấn vào màn hình. Cộng với các nút đa tùy chọn lớn hơn trong menu truy cập nhanh giúp bạn dễ dàng nhấn và xác định hơn nhiều nút tròn nhỏ hơn của Samsung. Tuy nhiên, Samsung cũng đã thêm một thanh triệt độ sáng lớn hơn và các nút điều khiển thiết bị mới, giúp việc thêm và sử dụng tai nghe Bluetooth nhanh hơn trước. Thiết kế tổng thể của One UI 4 không thay đổi nhiều so với One UI 3, nhưng nó vẫn có khả năng tùy biến cao, vì vậy bạn có thể làm việc để biến nó thành của riêng mình. Tôi thấy cần một chút nỗ lực để làm điều này. Trong khi Android 12 trên Pixel 6 Pro gần giống với chính xác cách tôi muốn phần mềm của mình trông và cảm nhận ngay lập tức và chỉ cần tôi chọn hình nền để hoàn thiện giao diện. Ứng dụng máy ảnh cũng đã được xử lý một số thay đổi, trong đó hợp lý nhất là hệ thống thu phóng dựa trên số thay vì các biểu tượng cây trừu tượng được sử dụng trước đây. Nó rất đẹp, nhưng không đặc biệt logic. Ứng dụng hiển thị mức thu phóng 3x và 10x theo mặc định, phù hợp với các mức thu phóng quang học của S21 Ultra và khi bạn nhấn vào một trong hai. Một thang đo sẽ xuất hiện bên dưới để điều chỉnh thu phóng thêm. Bản cập nhật One UI 4 rất rộng rãi, với nhiều thay đổi nhỏ hơn và các tính năng mới ẩn sâu hơn trong phần mềm, mà bạn sẽ dần khám phá ra khi bạn dành nhiều thời gian hơn cho nó. Samsung cho biết One UI 4 sẽ có sẵn trên tất cả các điện thoại dòng Galaxy S21 bắt đầu từ ngày 15 tháng 11. Nhưng ngày xuất hiện chính xác gần như chắc chắn sẽ thay đổi. Điện thoại thông minh màn hình gập Galaxy Z, điện thoại dòng Galaxy A và loạt máy tính bảng của Samsung cũng sẽ nhận được bản cập nhật trong thời gian tới. Những gì nó không thể làm là phù hợp với Android 12 trên Pixel 6 Pro về tốc độ và độ mượt tuyệt đối loại trừ các vấn đề 120Hz hàng ngày. Thiết kế Material UI hoàn chỉnh thật tuyệt vời và mặc dù có những yếu tố của nó trong One UI 4, nó vẫn không thể so sánh với niềm vui hình ảnh của trải nghiệm đầy đủ. Tôi thực sự thích One UI 4 và tôi muốn xem cảm giác của nó như thế nào trên Galaxy Z Fold 3, nhưng Google đã vượt lên trên nó và phần còn lại của đối thủ với Android 12 tuyệt đẹp. Trực quan tuyệt vời trên Pixel 6 chuyên nghiệp. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ.
Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.